Hello, welcome to my channel. Đây là top 8 trò chơi nổi bật trên kênh của mình. Mình muốn chơi Talking Tom. Ủa, chứ 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 còn mình sẽ chọn. Super Tom. Super Tom chỉ chạy trong biểu diễn của Angela. Ui, ui, xí thế nhỉ. Rất thích chạy trong cái thành phố này, nó rất là đẹp. Đêm diễn của Angela, sao không thấy Angela đâu nhỉ? Để mình vào mình ủng hộ ca khúc đã, solo luôn ca khúc Đời tôi là con mèo. Chưa kịp gặp em ra đã hết cái thành phố, chạy hết thành phố rồi lại vào đây. Gặp ngay con rồng luôn. Ô nhìn đối mặt mày chết rồi. Ôi, ôi dồi ôi, còn một tí nữa được 3 sao. Thế mà mình lại nó chậm chi. Như gặp con Raccoon như thế đấy, là mình có thể dùng 4 ngón tay đa điểm để mà gõ nó được mà. Các bạn là chủ quan quá. Đây là vào thành cổ rồi. Kiếp. Nguy hiểm là bủa vây nơi đây. Úi xời ôi. À may quá mình còn một lượt hỗ trợ miễn phí. Tiếp tục. Tốt đẹp. Ngủ kinh chơi. Ôi. Nguy hiểm quá. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi đó là Sonic Boom. Bật cái mạng nó lên để mà chơi sự kiện này. Ok, đây giao diện của trò chơi. Và đây là ba anh chàng đẹp trai nhất của cái team này. Ô, không có cái gì à? Thôi nào. Mình đã chọn chơi Sonic Boom bởi vì bên này có thêm một cái nhân vật mới hơn. Thậm chí bên này mấy nhân vật mình chọn là có cái hiệu ứng với cái skin riêng. Bên Sonic Dash là không có. Đấy, này bắn trưởng. Tặng. Ok,
Bây giờ bắn kia bây giờ. Ôi cái này làm mấy quá, ngắm thứ nghệ vật quá. Wow. Tên lửa dày còn dám ở động cơ nữa. Rồi trời ơi, bắn đi. Sao mà tôi sang cho khác đi. Mythology vào game quá nhanh. Mình là đến màn 15 này. Ôi à. Hình như cái nhân vật này mình đang chơi này cũng có một cái bộ phim hoạt hình riêng hay sao ấy. Trước lướt web thấy thấy có cái hoạt hình nhưng mà mình không click vào, mình chỉ xem đứng nhìn thôi mà. Trợ thần cả và những cái trò chơi này đều chắc là đều lấy từ trong phim hoạt hình ra. Ôi trời ơi. Chạy mãi chả thấy tăng cái vạch sao đấy. Không biết cách nào. Nơi đâu là bến bờ đây. Ăn mãi chả tăng cái gì cả. Ủa kinh tế mãi chả. Kinh tế. Nhìn mình bò. Cô ăn từ nãy rồi chưa được một sao rồi. Trong mấy cái trò về cái Raran này giao diện nói chung là tương đối là khá giống nhau, cùng lấy trên một thư viện ra. Ôi ăn rất nhiều mà để lại chẳng được bao nhiêu cả, không được một ít tăng mực vạch sao nào cả. Để bao giờ mình đến đích mình hoàn thành được cái nhiệm vụ này cơ chứ. Để làm gì cơ chứ. Một khi ta đã luôn cố gắng. Đấy là cái kết cục đấy. Kết cục mà do không ăn, không tăng cái gì đấy. Kêu mình như chuyển sang
Game huyền thoại Temple Run 2 thì cũng là huyền thoại khác mà. Ô, không có cái map Rainbow cái rồi. Và nhân vật được chọn lần này là một vận động viên bóng rổ. Đây đúng có phải là một bóng rổ không? Cầm cái quả này chắc là bóng rổ. Mình chưa chơi bóng rổ giờ, mình nghe chưa chơi, chả biết có phải không. Wow, những được dùng tiền này được thay bằng những cái bông hoa được cơ. Ai thay giúp mình vậy? Chắc là ông phải mua bằng tiền đấy chứ không, không xin chả ai cho đâu. Wow, tăng tốc. Ôi dồi, chạy nhanh thế. Đúng là một vận động viên bóng rổ khác. Ờ không, không, đây không phải bóng rổ đâu. Mình để ý rồi. Để môn môn đầu tiên là cái gì nhỉ? Rổ gì mà quả bóng này dài quá. Ôi đấy. Tôi rất mong là có được câu trả lời từ rất nhiều bạn xem với clip. Mình đang thắc mắc đây không biết là môn gì. Ôi trời ơi, vừa đã xin được cái đấy chứ. Mình sẽ sang cho huyền thoại nữa là Subway Surfer. À, phải đổi một nhân vật đi, đổi. Ninja. Đây này, đây mới gọi là Subway, Ninja Subway Surfer này. Có mấy trò nó đạo nhái cũng đặt tên là Ninja Subway Surfer. Như nhân vật ninja thì giống hệt rồi, nhưng mà cơ bản là cái giao diện của trò chơi nó không được mượt như thế này. Hôm nào mình sẽ tổng hợp mấy trò chơi đó để mọi người cùng so sánh và đánh giá. Đây này, đây mới gọi là hàng chuẩn này, hàng zin đây này, không phải là hàng đạo nhái mà này. Chất lượng phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Chỉ thiếu mỗi là không có chữ bắn bắn trưởng, bắn Kametoku. Giờ mình thấy có một số kênh nó còn cho cả khung hình và nó sẽ chết rồi. Ở đây thế dạo này sắp có biến thì không biết sợ lắm.
Bây giờ ăn được cái bình bình sơn này rồi. Tuyệt vời là đẹp hết đấy. Cái đuôi khói như bảy sắc cầu vồng đẹp hết đấy nhá. Tuburan, trò này hiện tại đang trên App Store là không còn nữa rồi. Chính xác là hiện tại trò này không còn, đang thay một bằng cái trò khác. Có cái cũng là Oddbot Tuburan nhưng mà nó cái icon nó khác, icon nó xấu hơn một tí. Còn đâu cái nội dung trò chơi này nó là như nhau. Chỉ có ước là sẽ có lại cái trò Spider-Man. Kiếp ngày xưa chưa kịp đao, ngày xưa mình chưa có quay thế này nên là chưa có kịp đao cái trò như vậy. Thì nhà phát hành game đã gỡ khỏi cái trang download này. Rất đáng tiếc. Và nếu mà bạn nào mà còn còn cái trò ấy trên máy thì các bạn có thể cho mình xin link để mình chơi được không? Rất là cảm ơn nha. Sonic Gap. Bên kia cày kiềm mệt lắm rồi. Không mở khóa được mấy nhân vật nữa. Bên này lại rất dễ. Ô, còn trò cuối cùng à. Super Wing. Bên này không mở khóa được mấy nhân vật này luôn. Thì mình chết được tiền. It's my time to shine. Bỏ qua biến hình luôn, không cần phải trình bày nhiều. Vào luôn. Bye.
ở bên này còn có cả mấy con bét bên máy nữa, rồi biến thành ô tô to nhưng mà không thể nào mà mở khóa được cái chức năng nữa. Cần rất là nhiều tiền. It's time to call the Super Wing. Okay. Vâng, mình đã phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân để gọi được một chú máy bay màu xanh. Màu xanh như ra trời. Chả biết tên là cái gì cả. Sao có biến hình không? Drone Transform. Wow. Biến hình này. Biến hình này. Áo quần. Kinh chả lắm. Không thể coi thường được. Rồi rồi. Xem một chức năng. Chức năng gì nhỉ? Ồ, đây là cái gọi tiền lên trời rồi. Ok, thank you. Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chị sang chờ cuối cùng. Angry Gang. Bà già điên. Sự trang phục này. Đây là trang phục của siêu nhân Gao. Siêu nhân siêu nhân Gao màu xanh. Siêu nhân cá mập ấy. Có một con cá chép này. Con cá chép này nó sống được ở trên đất liền này. Dễ nên đẹp. Con này, con cá này cho sông sông tô lịch cho mày thưởng thức luôn thế nào này. Nước sạch luôn này. Chết rồi, thua rồi. Thôi, goodbye nhé, goodbye.